Hơn 1.000 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành hô hấp đã tham dự Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 7 năm 2020 được tổ chức tại Ninh Bình từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11. Đây là diễn đàn cho các bác sĩ, nhà khoa học chuyên ngành hô hấp cùng nhau cập nhật kiến thức, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị các bệnh về hô hấp, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều đại biểu đã tập trung thảo luận về chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, chẩn đoán hình ảnh lồng ngực, thông khí không xâm nhập, nhiễm khuẩn hô hấp, nội soi phế quản can thiệp. Hội nghị lần này cũng thảo luận về COVID-19, một trong những thách thức chưa từng có, tạo sức ép lên các hệ thống y tế của hầu hết các nước trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách điều trị thành công của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.